em chào tất cả mọi người. Hôm nay quay lại với cái kênh Hoa Mua Official của em. Hôm nay em lại làm tí vui cho cả nhà cùng xem. Cả nhà hãy nhìn lên màn hình theo em nhé. Hôm nay em sẽ sửa một cái xe. Cái xe nó đang đi thì nó bị chảy xăng. Hôm nay em sẽ mở để cùng sửa cả nhà coi. Cả nhà hãy nhìn lên màn hình. Đây, bây giờ em sẽ mở cái cốp xe ra. Đây, nó có mấy con ốc. Đấy, chuẩn bị ta mở mấy con ốc này ra. Trong này nó có 4 con ốc. Ta mở ra là được. Không biết nguyên nhân sao mà đang đi xe lại chạy xăng, rất bực. Đang đưa đường. Thôi em đành phí xăng em chạy về nhà. Cứ sửa dọc đường phức tạp lắm. Sửa ngoài đường hỏng cái này nhưng nó bỏ hỏng cái nọ, nó sửa linh tinh, tốn kém. Mình thấy cái hiện tượng này, xe vẫn chạy, vẫn nổ, nhưng chạy xăng là rất đơn giản. Đây, em mở đây cho cả nhà coi. Đây, cả nhà nhìn đây. Đây là cái đường xăng xuống. Đấy, đây, cái cổ này là từ ở bình xăng xuống. Đây là dây, em đã tháo sẵn. Đây, cả nhà nhìn đi. Rất đơn giản. Các dòng xe tay ga là tuy nó phức tạp nhưng về phần phụ kiện xăng thì nó lại rất đơn giản, ta có thể làm được chứ không phải ra thợ. Đây, nó đây này. Đấy, cái đầu này nó bị sứt mẻ. Đấy, cái phần ống xăng rất đơn giản, ta chỉ cần ra chỗ tiệm phụ kiện xe máy là ta mua một đoạn, nhưng đoạn đó nó dài 50 phân, người ta bán tất cả đoạn 50 phân thì ta sẽ mua, nó cũng rẻ thôi. Nhưng đoạn ở trong xe này nó chỉ có 25 phân thôi. Đây là bộ chế khóa khí. Đấy, đây là bộ chế khóa khí của xe tay ga. Trông rất phức tạp. Nó phức tạp hơn xe số. Xe số thì đơn giản hơn. Nhưng về cái phần xăng thì ta có thể làm được, không cần phải mang ra thợ. Rất đơn giản. Đấy, các anh các chị nhìn đây, đây này, cái ống xăng nó bị sứt động. Đấy, vì cái động cơ của xe tay ga là nó là bơm tự động, cứ mỗi lần bơm lên là áp lực nó sẽ mạnh, nó sẽ phun xăng ra. Nếu mà nó chảy đều đều thì không sao, nó chảy như xe số thì không sao, thì nó vẫn không có gì. Nhưng đây vì nó bơm nên áp lực nó mạnh, đâm ra là nó chảy. Đấy, bây giờ em sẽ thay thế. Đây, cả nhà nhìn lại lần nữa nha, trông rất là phức tạp. Trông rất phức tạp. Đây là cái đường xăng xuống. Từ bừng xăng xuống, đây là ống dẫn xăng. Nó sẽ đi vào chế hỏa khí, nhưng nó phức tạp hơn là xe số. Nhưng cái chi tiết này thì ta ai cũng làm được. Nên nay em bị chảy xăng. Xe của mình tự sửa, mang ra thợ nó cũng tốn hơn mình tự sửa. Đây là cái vòi cũ. Đây, cả nhà nhìn đây này. Đây, cái vòi cũ. Trong này thì nó bị nóng, nó hấp nóng, nên cái thời hạn của nó cũng hay nhanh hỏng dây. Nó không như xe số nó thoáng hơn. Đây là cái bộ phận thay em. Dây em thay rồi đây này. Đấy, cái dây mới đây này. Đây là cái dây cũ này, cả nhà nhìn này. Đấy, cái đầu nó bị xước. Đấy,
cái chỗ này là tiếp giáp với bộ máy nên nó nóng lắm, nó nóng nên là đi là nó hấp nóng ở trong khu vực bộ máy này lắm. Cứ không như xe số nó thoáng, đi là nó gió nó bạt đi. Đằng này xe ấy ga này nó buồng đốt nó nằm ở trong này, nó om nóng lên xe. Xe tay ga là cái bộ phận này là nó rất nóng. Thôi đến giờ thì em cũng chúc cả nhà vui vẻ mạnh khỏe, thành ra các tưởng bạn sự nghĩ.